bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu giây giờ mà lại nỡ qua cầu sáng em. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ tiếc một đời sơ xa. Xin chào anh nhé. Tiếp theo clip này thì Hà đang test những dòng đẩy bãi của hãng Martin Bother nhé, với mã là MA1800. Dòng của đẩy này thì chất âm rất là hay. Dòng Martin này, hàng hãng của họ thì cả những dòng loa Martin hoặc sub Martin, nếu chúng ta ở trong những sàn mà chúng ta đẩy những hàng xịn thì giá rất là cao nhé, giá rất là cao. Đẩy công suất thì chất âm rất là hay. Hiện tại thì trong clip này em đang test đánh những loa bắt 30. Con này thì tiếng ra thì tiếng trống nó tròn và sâu ấy nhá, nó có độ cái giải nó rất là rộng luôn và nghe nó hết giải và lời rất là sáng. Con này mặt nó làm bằng kiểu dạng như hợp kim nhôm ấy nhá, kim nhôm, mặt rất là dày dặn, nhìn khỏe. Thì với dòng cụ đẩy bãi như này thì các bác có thể chơi được những cặp loa bắt 40 đấy, hoặc là đánh một cặp 30, một cặp 25 thoải mái ấy nhá. Đấy, tiếng rất là hay. Con này nó sử dụng size 2U nhìn rất là gọn gàng, nguồn đồng ấy nhá, Martin nguồn đồng. Tụ lọc nguồn nó sử dụng 2, 4, 6, 8 tụ ấy nhá, 8 tụ. Tụ này thì còn rất là mới và đẹp. Này, tụ này đem quay bác xem, 63V ấy nhá, 6800mi. Này sử dụng mạch class H ấy nhá, class H và 4 quạt gió. Này, chất âm thì trong clip này em test bác nghe chất âm của nó tín hiệu từ máy tính này. Cắm thẳng vào đây và đánh thẳng vào loa nhé. Tín hiệu vào thì nó bằng Canon cái này. Đấy. Nó chỉ Site này, con này thì có chế độ đánh Pranel và chập kênh. Còn ra loa thì bác đấu rất nhiều trích hoặc cọc loa đều được nữa nhé. Máy móc thì nói chung là dòng này thì tiếng nó hay lắm. Tiếng rất là sạch sẽ, bác đeo tai nghe vào. Giá là 2.800.000 mấy nhé. Đấy, mức giá cực kỳ là tốt, bác chơi bác liên hệ cho em theo số máy 0385 2228. Xin chào bác.